Chúng ta đi tìm hiểu nội dung đầu tiên, thành phần của không khí. Câu hỏi đầu tiên. Vậy trong các bản tin dự báo thời tiết thường có dự báo về độ ẩm của không khí. Vậy điều đó chứng tỏ trong không khí có chất gì? Điều này chứng tỏ trong không khí có chất gì đây? Thường dự báo về độ ẩm, đúng không? Vậy điều này chứng tỏ trong không khí có độ ẩm là cái gì làm nên độ ẩm đây? Đúng rồi, nó chính là hơi nước. Vậy điều này chứng tỏ trong không khí có chứa hơi nước. Được chưa? Rồi. Ghi vào vở đi con, trả lời câu 1 vào vở. Điều đó chứng tỏ trong không khí có hơi nước. Điều này chứng tỏ trong không khí có hơi nước. Vậy chất đó được tạo ra từ đâu? Vậy hơi nước này được tạo ra từ đâu nhỉ? Cô mời Quang Đạt. Có một ý gần đúng. Cô mời một ý kiến khác nào. Vậy độ ẩm ở trong không khí này từ đâu mà có? Từ đâu? Cô mời bằng nghĩa. Đúng rồi, từ nước, nhưng mà nước ở đâu? Nước ở đâu Vân Anh? À, trên suối đúng không? Trong suối, trong các sông, ao, hồ, ở đâu nữa? Ở trong lòng đất, nước ngầm. Được chưa? Đây, chúng ta quan sát. Quan sát, được tạo ra từ đâu đây? Này là ở đâu đây? À, đúng rồi, suối. Được chưa? Ở đây là từ đâu đây? À, nước biển. Được chưa? Vậy, dưới tác động của gió và ánh sáng mặt trời, lượng nước từ các sông, hồ, ao, suối, biển, đại dương, nó bốc hơi và bay vào không khí. Được chưa? Làm cho không khí của chúng ta có độ ẩm. Vậy, đây chính là cơ chế chính trong việc hình thành độ ẩm trong không khí nha. Đây, dưới tác động của gió và ánh sáng mặt trời nha, lượng nước ở các ao hồ, suối, biển, đại dương, nó có thể bốc hơi và bay vào không khí. Và đây chính là cơ chế chính của việc hình thành độ ẩm trong không khí nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ quan sát biểu đồ nha. Quan sát biểu đồ hình 10.2. Và hãy cho cô biết nào, không khí là một, là hỗn hợp. Không khí là một chất hay hỗn hợp của nhiều chất? Chỉ cần có hai chất trở lên thì người ta gọi là hỗn hợp. Nhưng ở đây chúng ta thấy có mấy chất đây? 78% là khí gì? Nitơ. 21% là khí gì? Oxy. Và 1% là khí gì? Cái này đọc là gì? Carbon dioxide, nước và một số khí khác nha. Vậy từ cái sơ đồ này chúng ta thấy được là gì? Không khí là hỗn hợp của các chất khí. Được chưa? Nha. Vậy chúng ta trả lời ngắn gọn là gì? Không khí là hỗn hợp của nhiều chất khí, bao gồm có khí nitơ, khí oxy, carbon dioxide, hơi nước và một số khí khác. Các khí khác nha. Rồi, chúng ta đi qua cái tiếp theo. Câu 3. Vậy không khí có duy trì sự sống và sự cháy không? Vì sao? Khí oxy. Đúng không? Mà khí oxy chính là chất khí như thế nào? Duy trì sự sống và sự cháy. Được chưa? Mà chính oxy này nó duy trì sự sống và sự cháy. Được chưa? Vậy câu trả lời của chúng ta là không khí có duy trì sự sống và sự cháy. Bởi vì trong không khí có chứa oxy, mà oxy chính là cái chất để duy trì sự sống và sự cháy. Qua câu tiếp theo, câu 4. Vậy bạn nào cho cô biết được nào, tỷ lệ thể tích oxy và nitơ trong không khí là bao nhiêu? Được chưa? Vậy tỷ lệ thể tích của khí oxy và khí nitơ trong không khí lần lượt là 21% và 78%. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ đi xác định thành phần phần trăm thể tích của oxy trong không khí qua các thí nghiệm. Qua các thí nghiệm nha.
Được chưa? Vậy đầu tiên chúng ta thấy là gì? Người ta chuẩn bị một cái cốc này. Trong cái cốc này có để một cây đàn cầy và một cái này là cái gì nhỉ? Ai cho cô biết được cái đó là cái gì đó? À, bình chia đồ. Được chưa nào? Rồi, nha, chúng ta quan sát. Được chưa? Được chưa? Ống thủy tinh và chậu thủy tinh có gáy, có gắn một cây nến nha. Rồi, người ta sẽ thực hiện là người ta sẽ cho một ít nước màu vào trong chậu thủy tinh. Sau đó người ta sẽ đốt cái nến này cháy. Sau đó úp cái ống thủy tinh lên trên ngọn nến, đánh dấu mực nước trong ống ngay sau khi úp và sau khi nến tắt. Được chưa? Rồi, người ta sẽ úp vào nha. Người ta úp vào, người ta sẽ đo cái mực nước nha. Úp vào và đo mực nước. Và nến này nó sẽ cháy từ từ và nó tắt. Và tiếp tục người ta sẽ đo cái mực nước sau khi nến này nó tắt hẳn. Nha. Được chưa nào? Và nhiệm vụ của chúng ta là quan sát thí nghiệm hình 10.3. Nếu úp ống thủy tinh vào ngọn nến đang cháy thì ngọn nến có tiếp tục cháy không? Giải thích. Được chưa? Vậy khi chúng ta vừa mới úp vào thì nó sẽ cháy, nhưng mà nó sẽ cháy từ từ và nó sẽ yếu dần, sau đó rồi nó tắt nhá. Vậy nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là vì khi nến cháy thì lượng oxy trong bình nó giảm dần rồi nó hết, sau đó nến sẽ tắt hẳn đi. Được chưa? Chúng ta chú ý cho cô nhá, khi chúng ta úp vào nó không phải là nó tắt liền đâu nhá, mà nó sẽ cháy từ từ, sau đó nó sẽ tắt. Bởi vì cái lượng oxy trong bình này nó giảm dần, sau đó nó sẽ hết. Và khi nào oxy trong đó hết thì cái nến sẽ tắt. Vậy vì sao oxy trong cái này hết thì nó cái nến lại tắt nhỉ? Vì sao? Ai trả lời cho cô được? Cô mời Văn Anh. Chính xác. Vì oxy nó duy trì sự cháy. Nên khi hết oxy thì nó tắt thôi. Được chưa? Rất là tốt. Vậy tiếp tục quan sát cho cô nào. Và sau khi cái ngọn nến này nó tắt đi thì mực nước trong ống thủy tinh thay đổi như thế nào? Vậy con thấy này, mực nước ở dưới này đúng không? Và sau khi cái nến này tắt thì mực nước này nó dâng lên tới đây. Vậy mực nước trong ống thủy tinh thay đổi như thế nào? Và giải thích cho cô. Mực nước trong ống thủy tinh nó sẽ dâng lên. Được chưa? Nha. Và sau khi mà ngọn nến tắt thì mực nước trong ống thủy tinh nó sẽ dâng lên. Và sau khi ngọn nến tắt thì mực nước trong ống thủy tinh dâng lên vì sao? Bởi vì là gì? Khi chúng ta úp cái ống thủy tinh lên ngọn nến đang cháy thì ngọn lửa sẽ làm cho cái không khí bên trong ống thủy tinh này nóng lên. Và không khí nó nở ra. Và khi nó nở ra thì áp suất trong cốc nó tăng. Do đó nó đẩy không khí tràn ra khỏi miệng cốc. Và khi nến bắt đầu lụi dần thì nhiệt độ không khí trong cái ống thủy tinh này nó như thế nào? Nó tăng lên hay là nó giảm xuống? Khi ngọn nến này nó tắt thì nhiệt độ trong cái này như thế nào? Nó dần dần giảm xuống và nó trở về bình thường, đúng không? Vậy không khí bây giờ nó co lại, chiếm ít không gian trong ống thủy tinh hơn, cộng thêm sự thất thoát một lượng không khí lúc đầu nhá, nên nó sẽ đẩy nước vào bên trong. Được chưa nào? Hiểu chưa? Được chưa? Vậy khi nó cái nến này nó đang cháy thì nó như thế nào? Tỏa nhiệt. Được chưa? Vậy làm cho không khí bên trong này như thế nào? Nó nóng lên. Được chưa? Và khi nó nóng lên thì nó đẩy cái không khí này đi ra ngoài. Hiểu không? Được chưa? Và khi cái nến này nó bắt đầu nó tắt. Được chưa nào? Và nhiệt độ trong này nó sẽ giảm xuống, từ từ giảm xuống và nó trở về trạng thái ban đầu. Được chưa? Vậy khi nãy là như thế nào? Nó nóng lên thì nó đẩy cái lượng không khí này đi ra. Vậy bây giờ khi nó nguội xuống thì nó như thế nào? Hả? Khi nó nguội xuống thì nó sẽ... Hả? Không khí nó sẽ co lại. Được chưa? Vậy cộng thêm sự thất thoát một lượng không khí lúc đầu nên áp suất trong ống thủy tinh này giảm. Do đó nó sẽ đẩy nước vào trong cốc.
Được chưa? Vậy tóm lại thì mực nước tăng lên là do sự thay đổi thể tích khi đốt cháy hết oxy. Nha. Nha. Và chúng ta có kết luận là gì? Kết luận lại, không khí là hỗn hợp của các chất khí. Được chưa? Và nó có thành phần xác định với tỷ lệ gần đúng với tỷ lệ thể tích. Bao nhiêu phần trăm oxy? Nhắc lại cho cô nào, bao nhiêu phần trăm oxy đây? Hương. À 21% nha, 21% oxy. Bao nhiêu phần trăm nitơ? Quỳnh Như, bao nhiêu phần trăm nitơ? À 78% nitơ. Và 1% còn lại đó chính là carbon dioxide, hơi nước và một số khí khác. 100% là nitơ, 1% là carbon dioxide, hơi nước và các khí khác. Nha, chúng ta đi qua phần tiếp theo. Hai nhỏ vai trò của không khí trong tự nhiên. Hai nhỏ vai trò của không khí trong tự nhiên nhé. Rồi câu 8. Từ hiểu biết của mình, em hãy cho biết không khí có vai trò gì trong cuộc sống. Từ những hiểu biết của mình nào. Dạ. Chúng ta hãy cho cô biết nào, không khí có vai trò như thế nào trong cuộc. Nha, chúng ta quan sát đây. Quan sát. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Nó sẽ cung cấp khí oxy duy trì sự sống trên trái đất. Nha, cái thứ hai là duy trì sự cháy để tạo ra nguồn năng lượng phục vụ cho nhu cầu của đời sống. Cái thứ ba là cung cấp khí carbon dioxide cho cây này quang hợp nhá. Vậy khi cây xanh này nó quang hợp dưới tác dụng của dưới ánh nắng mặt trời, carbon dioxide ở trong không khí, nước cho cây hút lên thì nó sẽ quang hợp tạo ra đường để nuôi cây. Được chưa? Và nuôi các loài gì? Động vật ăn thực vật á nhá. Và nó sẽ, cái quan trọng của nó là nó gì? Tạo ra khí oxy. Được chưa? Tạo ra khí oxy để duy trì sự sống trên trái đất. Được chưa nào? Cái tiếp theo là gì? Không khí nó ảnh hưởng đến các thời tiết khí hậu trên trái đất. Các hiện tượng cực đoan nha. Ví dụ như là gì? Sương mù giữa ban ngày. Được chưa? Cái tiếp theo là gì? Không khí nó còn là nguồn nguyên liệu để sản xuất khí. Được chưa? Nó có nhiều vai trò, nhiều ứng dụng. Được chưa? Bốn ý quan trọng nha. Rồi ghi ngắn. Được chưa nào? Ta đi qua phần tiếp theo. Ô nhiễm không khí. Qua phần tiếp theo, ô nhiễm không khí nha. Ô nhiễm không khí. Cái này là gì đây nhỉ? Cái này là gì đây? Ô nhiễm bởi cái gì đây? Chúng ta thấy cái ống khói này không? Ống khói này nè. Được chưa? Đây nè. Cái này là gì? Các nhà máy, máy xí nghiệp đang xả khói lên bầu trời. Được chưa? Rồi. Cái này là gì nhỉ? Quá rõ. Quá rõ luôn. Cái này là gì đây con? À, rác thải. Được chưa? Rác thải. Và đốt rác này. Đốt rác, khói nó bay lên trời. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta đã bao giờ ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm chưa? Đã bao giờ? Hả? À, chưa hả? Chưa từng à? À, bởi vì sao? Bởi vì hiện tại chúng ta đang gì? Đang dịch. Có được đi ra khỏi nhà không? Không. Đúng không? Vậy không được đi ra khỏi nhà thì làm sao mà thấy khói của các nhà xí nghiệp được đi? Đúng không? Vậy làm sao thấy được cái này? Được chưa? Vậy giả sử chúng ta sống trong khu vực có không khí bị ô nhiễm. Vậy theo con thì lúc đó không khí nó có đặc điểm gì? Giả sử chúng ta đang đi ngoài đường đúng không? Một xe rác nó đi lướt qua mặt chúng ta cái. Được chưa? Một xe rác nó lướt qua cái. Vậy khi đó chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? À, nó có cái mùi rất là khó chịu. Đúng không? Cái mùi rất là khó chịu. Hoặc là chúng ta đang ở nhà, cái nhà bên cạnh nó đang đốt rác. Đúng không? Vậy chúng ta thấy cảm thấy như thế nào?
À, cảm thấy rất là khó chịu. Được chưa? Đây. Ở đây, nhá, chúng ta thấy là gì? Khói, bụi, sương mù đầy đường. Nhá. Vậy chúng ta thấy là gì? Khi mà không khí bị ô nhiễm thì không khí nó có mùi rất là khó chịu. Được chưa? Có mùi rất là khó chịu. Vậy chúng ta thấy như thế nào? Khi mà cái không khí bị ô nhiễm này, nhá, ngồi có mùi khó chịu thì nó còn làm gì? Làm mờ tầm nhìn, không nhìn rõ. Và da, mắt của chúng ta cảm thấy kích ứng. Đường hô hấp cảm thấy gì như thế nào? Đường hô hấp khó khăn. Chúng ta hít thở rất là khó khăn. Được chưa? Rồi chúng ta ghi cái câu chính vào trong vần. Vậy, theo con thì ô nhiễm không khí nó thường xảy ra ở thành phố hay là xảy ra ở nông thôn? Suy nghĩ thế nào? À, thành phố. Vì sao con nghĩ là thành phố? Vì sao? À, vì thành phố đông dân cư hơn, vì thành phố có nhiều khu công nghiệp hơn. Vậy con cho là thành phố nó sẽ ô nhiễm không khí, còn nông thôn nó không ô nhiễm không khí à? Hả? Rồi, vậy từ từ nha. À, nông thôn nó yên tĩnh. Nhưng mà chúng ta chưa thấy đâu, tới cái mùa mà đốt rơm, đốt rạ nhá. Chúng ta thấy đốt rơm thì như thế nào? Khói nó bay lên đầy đường, đúng không? Vậy khi khói nó bay lên thì nó cũng như thế nào? Che mất tầm nhìn, đúng chưa? Và khi đó thì không khí nó cũng như thế nào? Bị ô nhiễm, được chưa? Vậy chúng ta phải trả lời là gì? Ô nhiễm không khí nhá, nó có thể xảy ra ở thành phố và nó có thể xảy ra ở nông thôn. Chứ không phải là chỉ thành phố mới có ô nhiễm nha, còn nông thôn nó không ô nhiễm, không đúng. Nó có thể xảy ra vừa ở thành phố vừa ở nông thôn nha. Vậy nó sẽ tùy vào các hoạt động của con người và tự nhiên mà mức độ ô nhiễm nó có thể là khác nhau nha. Mức độ nó khác nhau chứ không phải là nó không ô nhiễm nha. Rồi, qua câu tiếp theo. Câu 10. Vậy chúng ta hãy cho cô biết nào những tác hại không khí bị ô nhiễm gây ra. Tác hại. Vậy khi chúng ta thấy là khi không khí bị ô nhiễm thì nó có những tác hại nào? Tác hại nào? Khi nãy chúng ta mới vừa nói đó. Đây nè, những tác hại nè. Bạn nào nhắc lại cho cô nào? Rồi cô mời bạn Nghĩa nhắc lại cho cô nào. Những cái tác hại do không khí bị ô nhiễm gây ra nào? Cái thứ nhất là gì? À, cảm thấy khó chịu. Cái thứ hai là gì? À, che khuất tầm nhìn, đúng không? Nhìn không rõ khi tham gia giao thông. Cái thứ ba là gì? À, da và mắt bị khó chịu, bị kích ứng. Rồi, tiếp theo là gì? Đây, chúng ta quan sát. Cái này là gì đây? Ừ, đúng rồi. Được chưa? Gây ra hiện tượng sương mù giữa ban ngày. Được chưa nào? Rồi, cái này là gì? Hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu. Làm cho trái đất của chúng ta màu gì đây? Màu đỏ. Vậy màu đỏ là có nghĩa là nó đang như thế nào đấy? Nóng lên. Được chưa? Nó đang nóng lên nhá. Rồi, tiếp theo. Nó sẽ gây ra các bệnh nguy hiểm cho con người, có nguy cơ tử vong. Đây, khi chúng ta hít thở cái khói bụi này vào, hít vào thì cái này là như thế nào nhỉ? Bạn nào còn nhớ? Khi chúng ta hít cái khí carbon dioxide quá nhiều vào thì nó sẽ cản trở cái lượng oxy ở đâu? Trong não. Được chưa? Có còn nhớ bài trước không? Khi nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì có nghĩa như thế nào? Não bộ của chúng ta nhận được ít oxy. Được chưa? Và chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, khó thở. Và nó có thể dẫn tới gì? Tử vong nhá. Rồi, ô nhiễm môi trường. Vậy khi chúng ta thấy cái môi trường bị ô nhiễm thì nó như thế nào? Nó làm hỏng cái cảnh quan thiên nhiên và các công trình xây dựng. Được chưa? Đó chính là những tác hại do cái ô nhiễm không khí gây ra. Được chưa? Vậy tác hại thứ nhất
là nó hạn chế tầm nhìn khi tham gia giao thông. Được chưa? Tác hại thứ hai là nó sẽ gây ra hiện tượng là gì? Hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu. Nha. Cái thứ ba là thực vật nó không phát triển được và nó phá hủy các công trình trồng trọt, sản xuất lâm nông nghiệp. Được chưa? Vậy khi thực vật không phát triển được thì ai là người tạo ra khí oxy đấy? Còn ai nữa không? Hả? À, vậy cây, cây tạo ra oxy nhưng mà thực vật này, khối này nó không phát triển được thì có ai tạo ra oxy được nữa không? Không, được chưa? Và tiếp theo là gì? Khi không ô nhiễm không khí nó còn gây ra gì nữa đây? Động vật phải di cư. Được chưa? Và nó có thể bị tuyệt chủng. Tuyệt chủng là còn nữa không? Hả? Chúng ta nghe từ tuyệt chủng. À, tuyệt chủng là nó không còn nữa nha. Cái tiếp theo là nó sẽ gây bệnh nguy hiểm cho con người, có thể gây tử vong. Được chưa? Và cái tiếp theo là gì? Nó sẽ làm hỏng các cảnh quan tự nhiên và các công trình xây dựng. Được chưa nào? Rồi chúng ta ghi vài cái tác hại của do ô nhiễm không khí gây ra. Không khí là gì? Nãy giờ chúng ta học ô nhiễm không khí đúng không? Vậy ô nhiễm không khí là gì? Quang Đạt nào. Rồi, vậy ô nhiễm không khí là gì? Vậy chúng ta phải trả lời cho cô là gì? Ô nhiễm không khí nó là sự thay đổi các thành phần của không khí do cái thứ nhất là do gì? Do khói. Cái thứ hai là do gì? Do bụi. Được chưa? Cái thứ ba là do gì? Do hơi và các khí lạ. Được chưa? Vậy đó chính là ô nhiễm không khí. Được chưa? Vậy những biểu hiện thì khi nãy chúng ta nêu rồi đúng không? Đó chính là những biểu hiện. Được chưa? Rồi ghi lại vào vở cho cô. Rồi, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm nào? Biểu hiện của không khí bị ô nhiễm. Được chưa nào? Rồi ghi cho cô, ghi vào vở nha. Ô nhiễm nha. Rồi câu tiếp theo. Câu 13. Được chưa? Hãy điền theo mẫu. Điền theo mẫu cho cô nào. Vậy bây giờ nhìn vào trong sách giáo khoa nha, bảng 10.1. Chúng ta nhìn trên bảng nó hơi nhỏ thì chúng ta có thể tham khảo sách giáo khoa cho cô nha. Vậy bây giờ cháy rừng. Được chưa? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nè. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nha. Cháy rừng. Vậy chúng ta thấy là gì? Cháy rừng có thể là do con người hoặc là do gì? Tự nhiên. Được chưa? Vậy chất chủ yếu gây ô nhiễm không khí là tro, là khói, là bụi. Vậy bây giờ núi lửa. Vậy nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, cái thứ nhất là cháy rừng, cái thứ hai là núi lửa. Vậy theo con, núi lửa là do con người hay tự nhiên gây ra? A. Tự nhiên. Vậy chất chủ yếu gây ô nhiễm không khí là gì? Núi lửa. Vậy con nhìn cái hình 10.7 trong sách giáo khoa. Vậy núi lửa là do cái gì? Là do dung nham phun trào đúng không? Được chưa? Vậy nó sẽ khi nó phun trào ra thì nó sẽ như thế nào? Cái chất chủ yếu gây ô nhiễm không khí là gì? Còn gì nữa? Ừ, nó sẽ phun ra các khí thải đúng không? Như là sulfur dioxide, carbon dioxide, được chưa? Rồi, nhà máy nhiệt điện. Vậy nhà máy nhiệt điện thì do ai tạo ra? Do con người hay là do tự nhiên gây ô nhiễm? Do con người, được chưa? Vậy chất chủ yếu gây ô nhiễm không khí là gì? Chất chủ yếu ở đây sẽ là gì đấy? Hả? Nó sẽ là bụi. Quỳnh Như. Nó làm gì á? Tập trung đi đâu đó con? Tiếp theo, phương tiện giao thông chạy xăng dầu. Vậy do con người hay là do tự nhiên?
À, do con người. Vậy chất chủ yếu gây ô nhiễm không khí là gì? À, khói bụi. Đốt rơm rạ. Vậy đốt rơm rạ sau vụ gặt. Vậy đốt rơm rạ thì do ai? À, do con người. Vậy chất chủ yếu ở đây là gì? À, khói. Được chưa? Vận chuyển vật liệu xây dựng. Vận chuyển vật liệu xây dựng thì cũng là do con người. Và khi chúng ta thấy vận chuyển đá hoặc là bụi, đá thì nó sẽ rơi gì? Nó sẽ bay bụi xuống, đúng không? Bụi và khói nhá, bụi. Được chưa nào? Vậy đây chính là cái, được chưa? Nguồn gây ô nhiễm không khí nhá. Vậy chúng ta thấy là gì? Nguồn gây ô nhiễm không khí có thể là do ai? Có thể là do ai? Con người. Hoặc là do tự nhiên. Được chưa? Nhưng chủ yếu vẫn là do ai? Đúng rồi. Do con người của chúng ta. Ừ, do con người. Được chưa? Nha. Vậy một số nguồn gây ô nhiễm không khí đó chính là do cháy rừng, là núi lửa phun trào, do các khí thải từ các nhà máy, khí thải từ động cơ xe máy khi tham gia giao thông. Được chưa? Do rác thải. Được chưa? Vậy chất gây ô nhiễm không khí. Vậy khi nãy sau khi chúng ta làm xong cái bảng 10.1 thì bạn nào nhắc lại cho cô nào, những chất nào gây ô nhiễm không khí đây? Những chất nào gây ô nhiễm không khí? Cô mời Quang Đạt nào. Cái thứ nhất là gì? Đúng rồi, nó là khói, nó là bụi, nó là gì? Vậy khi đốt rơm rạ thì cái gì nó bay nữa? Khói bụi rồi cái gì nó bay nữa? Nó cháy xong rồi cái gì nó bay? Cô mời bạn Hương, cái gì nó bay? Chính xác, tro nó bay. Được chưa? Tro nó bay đi. Được chưa? Và cái thứ nhất là khói, bụi, tro. Và cái thứ hai nữa là gì? Các khí thải. Được chưa? Như là khí carbon monoxide, carbon dioxide. Được chưa? Và một số chất khác nhá. Được chưa? Rồi cô mời một bạn nhắc lại cho cô nào, chất gây ô nhiễm không khí là chất như thế nào? Là những chất như thế nào đây? Cô mời bạn Nghĩa, chất gây ô nhiễm không khí là các chất ở dạng như thế nào đây con? Nghĩa mở diễn Nghĩa. À bạn Đạt à. Bạn Đạt trình bày rồi. Là sao đây? Cuốn sách giáo khoa chứng tỏ đâu đọc bài đâu. Cô nói đọc bài rồi, trước ở nhà đi rồi không chịu đâu. Chất gây ô nhiễm không khí là chất như thế nào? Rồi cô mời bạn Quang Đạt nào. Chất gây ô nhiễm không khí là các chất ở dạng gì? Dạng hạt nhỏ. Như thế nào? Lơ lửng ở trong đâu? Không khí. Gây hại cho con người và môi trường. Được chưa? Rồi, tiếp theo, nguồn gây ô nhiễm không khí là do ai? Nguồn gây ô nhiễm không khí là do ai? Quỳnh Như. Đúng rồi, cái nguồn mà gây ô nhiễm không khí là do con người hoặc là do tự nhiên. Quang Đạt ơi, mở cái gì đó. Được chưa? Và chúng ta thấy là gì? Chủ yếu vẫn là do ai? Do các hoạt động của con người.
nha. À, tự nhiên nó cũng có nhưng mà tự nhiên nó ít hơn nha, chủ yếu vẫn là do con người. Được chưa nào? Và chúng ta kết luận lại, nhớ cho cô hai ý. Ý thứ nhất là gì? Cái chất gây ô nhiễm không khí là các chất ở dạng hạt nhỏ, được chưa, lơ lửng ở trong không khí và nó gây hại cho con người và cho môi trường. Được chưa nào? Vậy các nguồn gây ô nhiễm không khí là do con người hoặc là do tự nhiên. Được chưa? Vậy khi đề bài mà hỏi chúng ta là gì nhá, khi mà hỏi là gì, hãy liệt kê các nguồn gây ô nhiễm không khí thì chúng ta mới liệt kê ra. Cái thứ nhất là do đâu? Do cháy rừng. Cái thứ hai là do hoạt động của núi lửa. Cái thứ ba là do hoạt động của các động cơ nhá, được chưa, là của các nhà máy xí nghiệp hoặc là của ai hoạt động đốt rơm rạ, do vận chuyển vật liệu xây dựng, thì cái đó người ta gọi là liệt kê. Được chưa, ta liệt kê ra nha. Rồi tiếp theo, vậy sau khi chúng ta biết được cái nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, được chưa, thì chúng ta sẽ có những biện pháp để bảo vệ môi trường không khí. Được chưa nào? Chúng ta đi qua phần tiếp theo, bảo vệ môi trường không khí nha. Bảo vệ môi trường không khí, năm nhỏ bảo vệ môi trường không khí. Rồi, câu tiếp theo. Vậy có thể giảm tình trạng ô nhiễm không khí được không? Chúng ta có thể làm gì để giảm tình trạng ô nhiễm không khí? Chúng ta có thể làm gì đây? Vậy chúng ta quan sát. Ở đây, ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ sử dụng các loại gì? Các loại xe nó thân thiện với môi trường, như là đi xe đạp. Được chưa? Vậy khi đi xe đạp thì chúng ta vừa như thế nào? Tập thể dục đúng không? Vừa khỏe chúng ta và vừa bảo vệ môi trường nhá. Rồi, cái thứ hai là chúng ta đang làm gì đấy con? À đúng rồi, chúng ta phải trồng nhiều cây xanh. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo là làm gì đấy? Các bạn nhỏ này đang làm gì đấy? À đang trồng cây, đang chăm sóc cây nhá. Vậy chúng ta có thể có các biện pháp để làm giảm ô nhiễm không khí, như là sử dụng xe đạp thường xuyên thay cho các phương tiện chạy bằng xăng dầu, trồng nhiều cây xanh, dọn dẹp nhà cửa, không vứt rác bừa bãi. Được chưa? Cái này là cái nè, cái này nó chỉ trên lý thuyết nha. Đối với bọn con là ăn đâu là xong. Ý thì chúng ta, được chưa, đi xe đạp nha, trồng cây xanh, không được xả rác. Được chưa? Rồi, em hãy nêu một số nguồn gây ô nhiễm không khí và đề xuất biện pháp khắc phục. Và chúng ta nhìn thấy đây, này là gì đây? Này là gì đây? Nhìn nè. À, khói, khói từ các gì? À, các nhà máy, được chưa? Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Đề xuất biện pháp khắc phục. Vậy chúng ta thấy là gì? Cái khói này đúng không? Nó chứa nhiều khí thải ra ngoài môi trường. Đúng không? Vậy chúng ta phải làm gì đối với cái này đây? Biện pháp khắc phục. Theo con thì chúng ta sẽ làm gì? Có khi nào giảm thiểu bớt được không? Bằng cách nào? Sử dụng ít nhiên liệu, giống như một ngày con ăn hai chén cơm chẳng hạn. Đúng rồi nhá. Chúng ta sẽ di chuyển nhá, các khu công nghiệp này ra cái khu vực gì, ra ngoài thành phố và khu vực đông dân cư, được chưa? Và chúng ta sẽ chuyển đổi cái máy móc trong này thành các máy móc gì, hiện đại nhá. Và chúng ta phải có hệ thống xử lý cái gì, xử lý cái gì đấy hả? À, chúng ta phải xây dựng hệ thống xử lý khói bụi, có nghĩa là xử lý khí thải trước khi chúng ta đưa ra ngoài đâu, đưa ra ngoài không khí. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo nhá, khói bụi từ các nhà máy xí nghiệp thì chúng ta sẽ sử dụng máy móc dây chuyền sản xuất bằng công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường nhá. Được chưa? Rồi, tiếp theo đây chính là các khí thải từ các hoạt động phương tiện giao thông,
thì chúng ta sẽ như thế nào? Ta sẽ như thế nào đây con? Xây dựng hệ thống xử lý khí thải, được chưa? Giảm ô nhiễm môi trường. Nha. Này là gì đấy? À, sử dụng các phương tiện. Thay vì sử dụng phương tiện chạy bằng xăng dầu thì chúng ta sử dụng các phương tiện như thế nào thân thiện với môi trường, bằng cách là đạp xe đạp hoặc là gì? Hoặc là gì đây? À, đi bộ. Được chưa? Rồi. Này là gì đấy? À, cháy rừng. Vậy chúng ta phải làm gì? Khi mà cháy rừng như thế thì chúng ta phải làm gì? Vậy giả sử nó cháy do tự nhiên nó nóng, nắng nóng quá nó cháy thì chúng ta phải làm gì? Chính xác, chúng ta phải trồng thêm nhiều cây xanh. Được chưa? Ta phải trồng thêm nhiều cây xanh. Nha. Rồi. Vậy một số nguồn gây ô nhiễm và biện pháp khắc phục đó là, được chưa? Cái thứ nhất, khói bụi từ các nhà máy xí nghiệp thì chúng ta phải di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ra ngoài thành phố và khu dân cư, thay thế thành các máy móc, nhớ, dây chuyền công nghệ sản xuất bằng công nghệ hiện đại ít gây ô nhiễm môi trường hơn. Cái thứ hai, nếu như khí thải, đối với khí thải thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thống xử lý khí thải, nhớ, trước khi thải ra môi trường, và sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch thay thế cho các sử dụng gì? Sử dụng than đá, dầu mỏ để chúng ta giảm thiểu khí carbon monoxide và carbon dioxide. Được chưa? Rồi, nếu như là vật liệu xây dựng nhá. Đối với vật liệu xây dựng thì chúng ta sẽ che đậy cẩn thận khi vận chuyển. Được chưa? Đối với phương tiện giao thông dùng xăng dầu thì chúng ta sẽ có biện pháp là gì? Giảm phương tiện cá nhân và tăng cường đi bộ, đi xe đạp, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Được chưa? Bạn trả lời đúng chưa? Cái thứ nhất là chúng ta phải làm gì? Làm gì đây? Nghỉ á? Làm gì? Chúng ta lau dọn nhà cửa, được chưa? Cái thứ hai là làm gì? Đeo cái gì đây? Quá quen thuộc. À, đeo khẩu trang. Được chưa? Đeo khẩu trang. Và cái tiếp theo là chúng ta phải như thế nào? À, trồng cây xanh, đúng không? Trồng các loại cây xung quanh nhà. Được chưa? Cái thứ nhất là nó vừa tạo bóng mát, được chưa? Cái thứ hai là nó như thế nào? Giảm bớt cái sự ô nhiễm không khí. Được chưa? Rồi, nha. Vậy nếu như chúng ta đang ở khu vực bị ô nhiễm thì để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta cần phải dọn dẹp, nha, để đảm bảo vệ sinh, đeo khẩu trang, nha. Và chúng ta nếu có điều kiện chúng ta phải di chuyển đến các khu vực không khí trong lành. Chờ. Rồi. Nha. Kết luận. Vậy để đảm bảo môi trường không khí, chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu chất gây ô nhiễm, ví dụ như là di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ra ngoài thành phố và khu dân cư, thay thế máy móc, di chuyển các công nghệ sản xuất bằng công nghệ hiện đại ít gây ô nhiễm môi trường, được chưa? Cái thứ hai là gì? Xây dựng hệ thống xử lý khí thải gây ô nhiễm môi trường. Cái thứ ba là hạn chế các nguồn gây ô nhiễm không khí như bụi, rác thải do xây dựng. Thứ tư là sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch thay thế cho than đá, dầu mỏ để giảm thiểu khí CO và CO2 khi đốt cháy. Và hiện nay nha, thay vì sử dụng các nguồn năng lượng như than đá, dầu mỏ thì các nhà, các khu công nghiệp người ta chuyển sang sử dụng năng lượng gì? Sử dụng các nguồn năng lượng gì? Bạn nào cho cô biết nào? Thay vì sử dụng củi, sử dụng than đá, sử dụng dầu mỏ thì người ta thay thế bằng nguồn nguyên liệu nào?
hiện nay người ta đang sử dụng nguồn nguyên liệu nào để thay thế cho các nguồn nguyên liệu đó đây? Cô mời bạn Văn Anh nào. Giống gì con, ai biết nào? Chính xác, dùng năng lượng mặt trời. Cái thứ nhất là người ta dùng năng lượng mặt trời. Cái thứ hai là dùng năng lượng gì? À, cái thứ hai là dùng năng lượng gió. Được chưa? Vậy bây giờ ngoài sử dụng xăng thì chúng ta sang xe di chuyển á, được chưa? Bữa nay người ta có tạo ra một xăng sinh học. Ai cho cô biết nào? Xăng sinh học là xăng như thế nào nhỉ? Chúng ta từng nghe xăng sinh học chưa? Hả? Chưa nghe luôn à? Dạ, vậy xăng sinh học đó chính là xăng E5. Được chưa? À, cái loại xăng này nó sẽ trong quá trình mà động cơ chuyển động á, được chưa? Nó sẽ thải ra cái khí đó và khí đó nó sẽ ít gây ô nhiễm môi trường hơn các loại xăng bình thường chúng ta đang sử dụng. Được chưa? Nhá. Vậy tóm lại. Nhá. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ giảm các phương tiện cá nhân, tăng cường đi bộ, nhá, trồng nhiều cây xanh. Chúng ta lắp các trạm theo dõi tự động môi trường không khí, kiểm soát khí thải. Và cái quan trọng của chúng ta là làm gì? Tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường không khí. Được chưa? Nha. Vậy tóm lại bài học hôm nay chúng ta học được cái gì nhỉ? Vẽ sơ đồ tư duy lại cho cô nào. Bài học của chúng ta, được chưa? Ngày hôm nay chúng ta học về cái gì nhỉ? Không, không khí. Không khí, đúng không? À, không khí và bảo vệ môi trường không khí, được chưa? Rồi, vẽ sơ đồ tư duy lại nha. Vậy cái đầu tiên chúng ta tìm hiểu là tìm hiểu cái gì nhỉ? À, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thành phần của không khí. Vậy thành phần của không khí là gì nhỉ? Một bạn nhắc lại cô nào, thành phần của không khí nào? Thành phần của không khí nào? Cô mời bạn Quang Đạt nhắc lại cho cô nào. Thành phần của không khí. Thành phần của không khí là 78% là khí gì? À, khí nitơ. 21% là khí gì? À, 21% là khí oxy. 1% còn lại là khí gì? Carbon. Carbon dioxide. Gì nữa? Hơi nước và các khí khác. Được chưa? Cái thứ hai chúng ta tìm hiểu là gì đây? Cô mời bạn Quỳnh Như nào. Cái thứ hai chúng ta tìm hiểu là gì con? Cái thứ hai chúng ta tìm hiểu là chất gây ô nhiễm đúng không? Cái thứ hai chúng ta học là gì? Vai trò của không khí, được chưa? Vai trò. Vậy không khí có những vai trò gì đây? Cái thứ nhất là nó sẽ cung cấp cái gì? À, cung cấp oxy để làm gì? Để duy trì, à, để duy trì sự sống và sự sự cháy, được chưa? Đốt cháy nhiên liệu phục vụ cho cuộc sống. Cái thứ hai là nó sẽ cung cấp cái gì? Cung cấp cái gì? Cung cấp khí gì con? Carbon. Carbon dioxide cho ai quang hợp? Ai quang hợp đây? Hả? Khí carbon dioxide cho ai quang hợp? Vâng anh. Thực vật. Được chưa? Cho thực vật nó quang hợp.
Được chưa? Từ đó nó sẽ cân bằng các khí này trong không khí. Cái thứ ba, vai trò thứ ba là làm gì? Vai trò thứ ba là làm gì đây? Cô mời bạn Hương nào. Vai trò thứ ba là gì? Vai trò thứ ba là gì đây? À, nó sẽ giảm các hiện tượng, giảm cân bằng không khí. Cân bằng không khí và nó sẽ giảm các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như rồi tiếp theo. Vai trò thứ tư là làm gì đấy? Quang Đạt, vai trò thứ tư là làm gì? Cung cấp gì? Khí gì? Ni Nitơ để làm gì con? Cung cấp khí nitơ để làm gì? À, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Khí nitơ này nó có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Về nhà tìm hiểu cho cô nhá, nó có ứng dụng gì nhá. Được chưa? Về nhà tìm hiểu cho cô. Và ngoài ra thì khí nitơ này nó như thế nào nữa nhờ? Khí nitơ nó còn làm gì nữa? Nó sẽ chuyển hóa. Nó sẽ chuyển hóa thành các dạng có ích. Nó thành các dạng có ích nha, cho thực vật. Được chưa? TV là thực vật nha. Được chưa? Cô viết tắt của thực vật. Rồi, cái tiếp theo. Cái tiếp theo chúng ta tìm hiểu là gì nhờ? Sau khi chúng ta tìm hiểu vai trò của không khí rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo là gì nhờ? Cô mời Văn Anh. À, chúng ta đi tìm hiểu về ô nhiễm không khí. Được chưa? Ta đi tìm hiểu về ô nhiễm không khí. Vậy ô nhiễm không khí do đâu? Ô nhiễm không khí do đâu đây? Cô mời bằng nghĩa nào. Ô nhiễm không khí là gì? Ô nhiễm không khí là sự thay đổi gì? Nó là sự thay đổi của cái gì đây con? Sự thay đổi của thành phần trong không khí do đâu? Do đâu? Sự thay đổi thành phần của không khí do khói, bụi. Bụi và gì nữa? Hả? Hơi và các khí, khí lạ đúng không? Các khí lạ gây ra. Được chưa? Và ô nhiễm không khí thì nó sẽ ảnh hưởng đến ai? Ừ. À, nó sẽ ảnh hưởng đến con người. Được chưa? Nó ảnh hưởng đến con người, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Được chưa? Nó sẽ ảnh hưởng đến con người, đến môi trường xung quanh nhá. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Nguyên nhân. Nguyên nhân. Nguyên nhân thì nguyên nhân do ai đây con? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là nguyên nhân do ai? Vâng anh. Do tự nhiên. Và do con. Con người, được chưa? Và từ cái nguyên nhân này thì chúng ta sẽ có các biện pháp, được chưa? Rồi, đây, tiếp theo. Ta sẽ có các biện pháp. Được chưa? Chúng ta sẽ có các biện pháp để bảo vệ môi trường. Được chưa?
nha. Biện pháp: sử dụng công nghệ hiện đại, máy móc hiện đại, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chờ sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch, giảm phương tiện giao thông, trồng nhiều cây xanh, tuyên truyền vận động để mọi người bảo vệ môi trường không khí, được chưa? Ta có thể tự ghi các phương pháp vào. Đây chính là toàn bộ nội dung bài học của ngày hôm nay.